Rồi bây giờ mình review ly đá me nha quý vị. Cái này là, à quên nữa, mình phải hỏi đây là ly gì chứ. À, ly đá me thì trước tiên là lượng me nè, mọi người xem. Ôi rất là ngon luôn, coi nè. Ôi ôi rồi đậu phộng nè, đó, hấp dẫn chưa? Rồi bây giờ là khuấy nhẹ lên nha. Cái này là làm cho chúng ta nhớ đến một thời tuổi thơ đúng không các bạn? Thời ngày xưa đi học á, ly đá me nhiêu ta? Hồi xưa là khoảng mấy ngàn vũ nha. Ly đá me thời học sinh hồi lớp 6, lớp 7 rồi á. Hình như là khoảng 3-4 ngàn hay gì hả? Có mấy ngàn à? Ở ly đá giữa có 2 ngàn, 3 ngàn gì hả? Nguyên nhóm tan trường ra là bắt đầu ra quán đứa ly đá me, ly xương xa, xương sáo, hột é. Đó, cái đó là thường. Rồi gấp ly đậu phộng vô nè. Rồi ôi cái này rất là xuất sắc luôn. Còn này là cái lượng me nè. Đó, một buổi trưa hè mát người với một ly đá me này thì các bạn cảm thấy như thế nào? Rất rất là tuyệt vời. Rồi rồi xin mời các bạn dùng nước đá me.